Đã từ lâu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai được coi là mái nhà chung của rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em không nơi nương tựa ở nhiều địa phương trong tỉnh. Hơn 20 năm qua, biết bao mảnh đời bất hạnh đã lớn lên, trưởng thành từ tấm lòng và tình yêu thương của những cán bộ, viên chức, người lao động ở đây. Những người mà các em vẫn gọi bằng mẹ, bằng chị, đầy trìu mến. Mới 10 tháng tuổi, nhưng cháu Đinh Sum ở xã Đắc Bơ Phò, huyện Công Chơ Ro đã vào ở trong mái nhà chung của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh được hơn 8 tháng. Do cả bố và mẹ đã mất, bản thân Sum cũng không còn nơi nương tựa. Đó chỉ là một trong 74 mảnh đời bất hạnh đang được nuôi dưỡng và giáo dục tại trung tâm. 74 em nhỏ đến từ nhiều nơi trong tỉnh. Bất hạnh vì không có ai chăm sóc hoặc làm chỗ dựa về tinh thần và vật chất. May mắn hơn một chút thì còn ông bà, anh chị. Nhưng vì cuộc sống khó khăn nên phải vào trung tâm này. Qua đây được 5 năm rồi. Lúc qua đây con thấy hơi ngại ngại, nhưng lúc sau thì quen rất nhiều bạn bè thì không thấy ngại nữa. Ở đây thì con thấy rất vui khi được chơi cùng các bạn với các thầy cô giáo. Vào ở tại trung tâm, các em không chỉ được nuôi dưỡng và chăm sóc mà còn được chỉ dạy tận tình để trở thành những người có ích cho xã hội. Tất cả các em ở đây đều được tạo điều kiện để đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Một số em thì được theo học ở các trường bên ngoài. Một số em chưa đủ điều kiện thì theo học ngay tại trung tâm dưới sự chỉ dạy tận tình của các cô giáo tại đây. Là cái lớp tôi dạy ở trung tâm này, tuy dùng một lớp nhưng có nhiều lứa tuổi khác nhau, vì các cháu vô ra cũng nhiều thời điểm khác nhau, cho nên cái nhận thức của các cháu nó cũng khác nhau. Rồi qua cái lớp học này, tuy rằng lớp 1 nhưng ở cháu thì viết được, cháu thì cũng chưa viết được, rồi cháu thì đọc được rồi nhưng cháu còn chưa đọc được, vì có một số cháu nó bị tiềm năng trí tuệ, cho nên dạy rất là khó khăn. Nhưng mà vì tình thương của các cháu nên cũng phải cố gắng hết mức dạy các cháu được chữ nào thì hay chữ nói, dạy các cháu được cố gắng thành nhân, không thành tài cũng sẽ thành nhân. Bởi tình yêu thương và sự cố gắng của các cô, các mẹ tại đây, cho nên các em nhỏ cũng rất ý thức được trách nhiệm của mình để vươn lên trong học tập. Nhiều em là học sinh khá giỏi tại các trường đang theo học. Và quan trọng hơn, bằng tình yêu thương đó, các em cũng dần vượt qua những mặc cảm, tự ti trong cuộc sống để hòa đồng với bạn bè. Bây giờ thì cháu đang học tại trường Nguyễn Văn Cử và các bạn cũng đối xử tốt với cháu và thân thiết và tình cảm và chơi với nhau và đoàn kết. Ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, ngoài sự chăm sóc của các cô, các mẹ, các em nhỏ còn biết san sẻ nhau tình yêu thương. Các anh chị lớn vô trước chăm sóc các em nhỏ vào sau. Người nấu cơm, rửa chén, người chăm lo cho các em chuyện tắm rửa, giặt giũ quần áo, người chỉ bảo chuyện học hành. Tất cả cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc. Mấy em gặp khó khăn, giờ cháu đã trưởng thành hơn mấy em sau thì cháu cũng giúp đỡ và chăm giặt đồ rồi rửa chén phụ mấy em nhỏ. Đã hơn 20 năm đi vào hoạt động, nơi đây đã chở che cho không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm của mình, những người mẹ, người chị ở đây đã từng bước giúp các em nhỏ vượt qua những mặc cảm đầu đời để dần hòa nhập vào cuộc sống. Tình thương thì vô hạn. Tuy nhiên, những em nhỏ ở đây
vẫn còn thiếu thốn rất nhiều về mặt vật chất. Bên cạnh những các tổ chức xã hội, các cá nhân thường xuyên chung tay với trung tâm, thì trung tâm cũng mong muốn rằng là có nhiều tổ chức hơn, có nhiều các cá nhân hơn chung tay cùng với trung tâm để làm sao cho các cháu có điều kiện, có cái hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cháu ở đây là các cháu là mồ côi cả cha lẫn mẹ, là những cháu yếu thế, có điều kiện để làm sao ngang bằng với lại các cháu mà có cái điều kiện là có đủ cha đủ mẹ. Điều đó thì có nghĩa rằng là trung tâm cũng rất là cần cái sự chung tay của cộng đồng. Nhằm sẻ chia những thiếu thốn về mặt vật chất cũng như tinh thần cho các em nhỏ tại đây, vào một ngày tháng 8 năm 2019, tập thể lớp Đại học Quản lý Văn hóa khóa 2016-2019 do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Gia Lai đã có chuyến khảo sát thực tế để tổ chức một chương trình giao lưu tặng quà giữa lớp với các em. Một chương trình có thể nhỏ về quy mô, nhưng chắc chắn sẽ ẩn chứa trong đó nhiều tình cảm của các học viên với những hoàn cảnh không may mắn tại trung tâm này. Qua khảo sát thì lớp cũng đã chọn ra một cái phương án, đó là tổ chức sinh nhật vào quý 3 cho trẻ em tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, với một cái mong muốn là mang cái tình cảm, mang những cái tình cảm yêu thương của tất cả lớp học viên của lớp đến với trẻ em tại đây. Vật chất thì không nhiều, nhưng mà cái tình cảm của lớp dành cho các em ở đây thì thực sự là dồi dào và thực sự là lớn, và cũng mong muốn là chia sẻ với các em trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Mà trường đang tổ chức tại và để cùng tìm hiểu rõ hơn. Sau một thời gian chuẩn bị, buổi sinh nhật với chủ đề Trao lời yêu thương đã chính thức diễn ra. 17 em nhỏ cùng với 2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng chưa nhận được trợ cấp xã hội do vẫn còn bố và mẹ, có ngày sinh trong quý 3 đã được tham gia một buổi sinh nhật ấm áp và đầy tình yêu thương. Với các em, đây có lẽ là buổi sinh nhật tập thể đáng nhớ và để lại nhiều kỷ niệm trong tâm hồn thơ trẻ. Sinh nhật lần thứ 2 này rất lớn hơn sinh nhật từ lần đầu của con. Ở đây sinh nhật lần thứ 2 này con được xem trò ảo thuật, rồi cắt bánh sinh nhật, được sự kiện sinh nhật lớn như này con rất là vui và rất cảm động và run nữa, con run và hồi hộp và cực vui luôn, vui. Và con xin hứa là con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các mẹ, các cô nuôi dưỡng con suốt 9 năm vừa qua. Trong bữa hôm nay con được thắp nến, được cầu nguyện. Cảm ơn các cô, các chú đã làm cho con và các bạn một bữa tiệc sinh nhật rất là lớn. Và dĩ nhiên, bên cạnh các tiết mục văn nghệ đặc sắc, một nghi thức không thể thiếu trong các buổi sinh nhật là màn cầu nguyện và thổi nến mừng sinh nhật. Trong giây phút này, ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng lung linh của những ngọn nến trên các chiếc bánh sinh nhật do ban tổ chức bố trí để dành tặng riêng cho các em. Có lẽ các em đang cùng nhau ước nguyện về một cuộc sống tươi đẹp ở ngày mai. Trong sinh nhật, những luôn mong ước những điều ước của các bạn sẽ trở thành sự thật. Những mong ước các bạn được cháy lên. Các bạn ước xong rồi quên. Những món quà đã được ban tổ chức trao tặng cho các em nhân dịp mừng sinh nhật, đó như là nguồn động viên, sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với các em trong thời điểm đặc biệt như thế này. Thật ra từ trước đến nay tôi tổ chức sinh nhật cho rất nhiều cuộc sinh nhật rồi, thậm chí cho các cháu, các em út ở trong gia đình và bản thân con trai, con gái tôi và bản thân tôi cũng vậy. Nhưng mà chưa thấy một cái lần tổ chức sinh nhật nào mà tôi
có thể ra thấy, có thể nhìn những nụ cười của các cháu rạng rỡ lên mà tôi không thể nào cầm lòng được mắt, khi thấy các cháu rất là vui. Và tôi cùng với một số học viên của lớp quản lý văn hóa trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một buổi sinh nhật rất là nho nhỏ như thế này, và để một động viên cho các cháu, chia sẻ cho các cháu những niềm vui trước khi các cháu bước vào một năm học mới. Cũng trong chương trình Trao lời yêu thương, các học viên của lớp quản lý văn hóa khóa 2016-2019 do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Gia Lai đã kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp nguồn kinh phí trên 30 triệu đồng, trong đó có 23 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh. Đây có thể được xem là thành công của một buổi sinh nhật tập thể, và đó cũng là thành công chung của những người làm công tác tổ chức chương trình. Trong lòng của những người giảng viên như chúng tôi,